Tang 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 tang. Các bạn, bữa nay tranh thủ một ngày đẹp trời sẵn là một ngày cũng vui vui nhỏ nhỏ là đúng được vé số ba con thì đó là 200.000. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video và mình sẽ mua vé số hết luôn ha. Đó là mình sẽ mua và bây giờ mình uống một ly cà phê sữa giá 10k. Mình sẽ uống một ly này và mình sẽ mua vậy là chính là vé số của mình sẽ mua của nếu mua 9 tờ thì mình sẽ mua của 10 người luôn các bạn. 10 người hoặc là nhiều hơn. Tức là tại vì nếu bây giờ cái số mình thấy cái số của cái người nó bán mà thấy ưng ý mình sẽ mua 2 tờ, còn không ưng ý thì mình mới mua cho 1 tờ. Nên cái video này có thể là hơi dài tại vì mình sẽ mua cho 10 người. Đó nên là bây giờ mấy bạn sẽ cùng thưởng thức ly cà phê sữa sáng với mình nha. Rồi, xem cái đồ trình mua vé số của mình là có được như mong đợi và kết quả xổ số sẽ giúp mình có thêm số tiền để mua vé số tiếp nữa không nghe các bạn. Thì xong video mà mua vé số thì mình sẽ là tiếp cái video dò số thì mấy bạn sẽ coi là mình vui hay buồn. Ok mấy bạn nghe, nó sẽ hết video của mình nha. Mình sẽ cho mấy bạn coi cái video cái xổ số này các bạn. Xổ số miền Nam nè. Hôm qua mình có mua 2 tờ đúng không? Đó, mình có mua 2 tờ, mình sẽ dò cái mà hôm qua và số xóm miền Nam. Đó. Nè mấy bạn thấy nè, tờ này là 538 nè, đây Bạc Liêu. Đó. Là mình sẽ được 200k nha các bạn. Đó. Còn cái tờ này nè. Cái tờ 64 Đại Bến Tre nè, là hiện tại không có con nào tiếp sau 4. Đó. Đó, nên bây giờ mình sẽ mua vé số bằng cái tờ vé số này. Đó. Rồi, giờ mấy bạn coi của mình nha. Đây, trong thời gian mình ngồi đây sẽ có bao nhiêu người lại bán vé số cho mình nha mấy bạn. Go!
mình sẽ cho các bạn coi là vui hay buồn đó, để mình sẽ có cái kết cho các bạn nha, để mình đi làm cái video đi mua, ngồi mua mà không cho mấy bạn coi cái kết thì đâu có vui đúng không? Giờ mình phải về cho mấy bạn coi cái kết, mà 5 giờ chiều mới có cái kết nha. Mình sẽ tiếp vô video này cho mấy bạn coi, mấy bạn gắng coi hết video của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mấy bạn trong những video tiếp theo, nhưng mà nhớ coi hết rồi hả, kết thúc nha. Tèn 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 tèn. Nè thấy không? Đó. Giờ mình giữ nha mấy bạn, chiều nay 5 giờ mình mới được coi giấy số này nghe. Bây giờ mình không nhớ số nào luôn á. Rồi giờ mình đi về thôi. Bye bye nha. Gần 6 giờ rồi. 5 giờ, 4 giờ mấy, 5 giờ đã sổ. Bây giờ gần 6 giờ mới giờ số giấy số nha mấy bạn. Hồi sáng là mình có mua mà chỉ được có 16, 17 tờ thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dò. Bây giờ mình sẽ dò nha mấy bạn. Rồi, giờ bấy nội mở đài bên dò nha. Rồi bây giờ bữa nay là Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai, mà ở khu vực mình thì chỉ bán có Cần Thơ, Sóc Trăng thôi, nên giờ mình phải mở sổ số kiến thiết miền Nam hôm nay. Đó, giờ mình sẽ dò nha. Chết tan tàn tan. Đây, số gì đây, số gì đây? Con đầu tiên là con 17178. Đây, Cần Thơ 178178. 178 đài Cần Thơ. Không có một vô. Có 148 thôi nha. Rồi, một vé đã ra đi. 09. Thấy gì chưa? Vọng đài. Có nha, có số mà vọng đài nha mấy bạn. Rồi Cần Thơ 309. 0909. 302 dính được hai con. Rồi. Tiếp. Nè, con này là có nè. Không biết sao nè. Tại nhớ nhớ 07 Sóc Trăng Điệp Viên 007. Tèn tèn tèn. Ừ, nó đã ra đi và không vướng được con nào. 728 Sóc Trăng 9728. Tèn 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 tèn. 728 23. 23 mình có mua luôn nha mấy bạn. Ui, 43. 6623. Ây da, chỉ vô được hai con đặc biệt thôi mấy bạn ơi. Ba con, số 9 nữa. Số 9 nữa. Hai tờ rồi mấy bạn ơi. Cũng vậy. Cũng vậy rồi nha. 38. 638. 2638. 83. 83. Khà khà khà. Này cũng vậy luôn. 38 luôn. 8655. Có 55. Trời ơi, mình dư nút rồi, của người ta có 69, của mình 86 rồi. Đen 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 đen. 83. 55 nữa nè. Nè. Ê, vọng đài nè mấy bạn ơi. Hiện tại là chúng vọng đài nha. Chúng ba con vọng đài nữa rồi. Mua Sóc Trăng ra Đồng Nai, hồi nãy thì 09 Cần Thơ ra Đồng Nai luôn. 57 457 mình là cuốn tay sổ là 5757, của mình là 4457. Vô được hai con. Này cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn, hai tờ 57 nha. 32 832 731. Dư nút phải không hả? 32 23. Bữa nay mình mua đủ 23, 32 luôn quý. 832. 89. Có 89 mà chỉ vô được có hai con, bị đảo hai con. Kha kha tờ cuối cùng 770. 770. 0770. Tèn. Trời trời trời. Trời trời. Giỡn hả? Trời ơi trời, ngay đài mà tức tức nữa rồi. Trời ơi coi kìa. Tính ra mình có tới 3 tờ trúng nhưng mà khác đài ha.
Cái này là 200 là 4 nè, 5 nè. Đây, hiện tại và mình coi lại một lần nữa để đây. Đây. 7070 á thì nó nằm ở giải 3. Đó, cái này là giải 3 nè mấy bạn. Giải 3 và bao nhiêu? 10 triệu nha. Nếu mà đúng đài bên đây. Thấy không? Nè, 007 có nữa nè. 007 ra vọng đài nữa nè, nhưng mà không biết được mấy con. Chù chù cha. 6. Nhấp hai cái. 007. Ôi bên đây 77 ra nhiều vậy? Nè, dở anh coi, 77. 7 ba cái luôn. Bên đây 7 nữa. Oa. Rồi hiện tại là chúng có chúng nhưng mà lộn đài không mấy bạn ơi, thấy không? Một tờ chúng nè. Hai tờ chúng nha. Là vô ba con, rồi một tờ số đầu nữa là lộn đài luôn. Đó, đài bên đây ra đài bên đây. Rồi tờ này thì nếu mà đúng đài giờ vị trí nữa mà cũng là như coi như chúng luôn nè, thấy không? Đó. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tờ. Một ngày trải nghiệm với một tờ giải số trúng, để muốn trúng thêm thì đúng là có trúng thiệt. Nếu mà cái này mà lãi lên là mình đã có lời rồi mấy bạn. Mình nhiêu đây, và nếu mà cộng lại, nếu mà đúng đài và mình được nè, hai tờ này và sẽ vào 400 nè. Một tờ này nữa 100 nữa và 500 nè. Nếu mà tờ này đúng vị trí và đúng đài nữa, tờ này được 10 triệu ẩn đó. Nhưng mà rất tiếc các bạn ha. Đây, cái này là coi như mình mua, mình cũng ủng hộ cho những cô chú bán vé số ha. Nên là không có gì tiếc hết. Nên là mình bỏ ít, mình giúp được ít. Thì nếu mình có trúng nữa thì mình đã là giúp được nhiều hơn nữa rồi. Thì có thể mình mua được nhiều cho cô chú, nhưng mà giờ không có trúng thì mình vẫn mua như bình thường. Tức là bình thường mình chỉ mua một ngày một vé thôi mấy bạn, hoặc là hai vé gì đó. Nên là bây giờ cái này coi như là cũng có mém mém này, cũng có niềm vui rồi ha. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem hết video của mình. Chúc mấy bạn một buổi chiều thật tuyệt vời. Nếu bạn thấy video này hay, nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để chia sẻ cho mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại với bạn trong những video tiếp theo.